xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2020. Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai hoạt động quý 3 năm 2020. Nhiều xã ở huyện Ân Thi chú trọng tạo sân chơi tập luyện thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Tai nạn giao thông trên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình khiến hai người thương vong. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2020. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban sở ngành trong tỉnh và cán bộ lãnh đạo công chức ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành kiểm sát trong hệ thống bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trải qua 60 năm tổ chức hoạt động, ngành kiểm sát Hưng Yên không ngừng phấn đấu trưởng thành. Năm 1996, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên được tách ra từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương và khi tái lập chỉ có 85 cán bộ kiểm sát viên. Đến nay, toàn ngành có 19 đơn vị trực thuộc với 190 biên chế ở Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp. Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành kiểm sát Hưng Yên đã đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, ngành kiểm sát tỉnh đã truy tố và tham gia xét xử hàng nghìn vụ án, hàng chục nghìn bị can, đảm bảo có căn cứ và đúng pháp luật. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, kinh doanh, thi hành án luôn được chú trọng. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh nhiều năm được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc. Để ghi nhận những thành tích và cống hiến của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trong 60 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng ngành kiểm sát nhân dân bức chướng với nội dung đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Thời gian tới, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng. Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp, chủ động phối hợp và có biện pháp để quản lý chặt chẽ tình hình vi phạm, tội phạm, phân loại xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ án hình sự, nâng cao chất lượng tranh luận của kiểm sát viên tại các phiên tòa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thông qua hoạt động kiểm sát, kịp thời phát hiện nguyên nhân và điều kiện của vi phạm, tội phạm để kháng nghị, kiến nghị, khắc phục kịp thời, đảm bảo để pháp luật được thực hiện nghiêm minh và thống nhất. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tập trung giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến Đại hội Đảng các cấp. Cũng trong chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2020. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Trong quý 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có vai trò quan trọng với mục tiêu giảm nghèo, vừa hỗ trợ chống dịch COVID-19. Tính đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng của ngân hàng đạt trên 2.880 tỷ đồng, tăng gần 60 tỷ đồng so với quý 1. Tổng dư nợ đạt hơn 2.870 tỷ đồng, tăng trên 110 tỷ đồng so với quý trước, đạt 99,2% so với kế hoạch năm 2020. Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và nhà ở xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu
Trong quý 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo về hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại bởi đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên bằng các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ cho vay bổ sung, trình xử lý nợ rủi ro, đồng thời tiếp tục thực hiện kiện toàn ban đại diện tại các địa phương ngay sau khi Đại hội Đảng bộ cấp huyện hoàn thành, để hoạt động của ngân hàng được xuyên suốt. Trong thời gian tới cần tập trung kiểm tra, giám sát và hỗ trợ tốt cho các hoạt động tín dụng ở địa phương. Chiều nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp triển khai công tác kiểm tra thi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2020, toàn tỉnh có hơn 12.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi với 558 phòng thi. Đến nay, ngành giáo dục và đào tạo đã cơ bản triển khai các nội dung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, như đảm bảo kiến thức và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, tập huấn quy chế thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi cho cán bộ tham gia thi, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác in sao đề thi, chấm thi, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại phòng bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại tất cả các điểm thi và các khâu như công tác chuẩn bị trước kỳ thi, công tác coi thi tại các điểm thi, kiểm tra chấm thi. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện kế hoạch kiểm tra thi gửi Ban chỉ đạo, kế hoạch phải chi tiết, bám sát xuyên suốt lịch trình diễn ra kỳ thi. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban chỉ đạo chủ động thực hiện các phần việc được giao, xây dựng phương án kiểm tra, xây dựng phương án xử lý với mọi tình huống, tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh và các bậc phụ huynh về quy chế thi. Đồng chí cũng nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là tạo mọi điều kiện tốt nhất, tránh áp lực cho các thí sinh tham gia thi, đồng thời phải đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có sai phạm. Huyện Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án phát huy giá trị hiệu quả hương ước quy ước làng, khu phố, đẩy mạnh việc thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hiện toàn huyện Tiên Lữ đã có 55 trên 55 làng khu phố đều xây dựng hương ước quy ước và được người dân đồng thuận cao nghiêm túc thực hiện. Tinh thần đoàn kết trong khu dân cư được tăng cường. Gia đình chính sách, người nghèo, người tàn tật được quan tâm hơn. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Nổi bật là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đã không có thuốc lá, không còn việc thách cưới. Trong đám tang không thổi kèn, mở loa sau 22 giờ và trước 6 giờ. Nhiều địa phương, số người chết hỏa táng đạt trên 70% trở lên như thôn An Lạc, xã Đức Thắng, thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế, thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo. Tất cả các làng khu phố đều có tổ vệ sinh môi trường, thường xuyên thu gom rác thải, chuyển về nơi quy định. Số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ ngày càng tăng, đảm bảo môi trường khu dân cư xanh sạch đẹp. Chương trình xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, một số hộ dân huyện Ân Thi không ngừng mở rộng diện tích trồng nhãn đường phèn cho hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu là hộ ông Nguyễn Văn Phi ở thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong. Gia đình ông Phi trồng nhãn đã hơn 20 năm nay. Thời gian trước, ông trồng đa dạng các loại, trong đó có nhiều cây nhãn cho hiệu quả kinh tế thấp. Từ năm 2013, ông chuyển đổi hơn một mẫu đất sang trồng toàn bộ nhãn đường phèn, nhân giống từ cây nhãn đầu dòng của gia đình. Đây là giống nhãn ngon nổi tiếng, củi dày và giòn, vị ngọt sắc, hương thơm khó quên. Năm nay, trong khi các giống nhãn khác giá bán không cao, thì nhãn đường phèn của ông bán với giá trung bình là 50.000 đồng một kg. Có loại hơn 100.000 đồng một kg. Vườn nhãn thu hoạch đến đâu đều được đặt mua làm quả biếu hết ngay tại vườn. Bình quân mỗi sào ông thu khoảng 1,5 tấn quả, cho thu lãi trên 20 triệu đồng. Ông Nguyễn Phúc Hưng ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã khởi nghiệp với dự án nuôi trồng đông trùng hạ thảo từ năm 2014. Đến nay, ông đã có 3 chi nhánh tại các tỉnh thành khác nhau và thành lập lên tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An.
Ngoài việc nuôi trồng và chế biến đông trùng hạ thảo, gần đây tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An đã mở cửa đón khách tham quan. Đến đây, các du khách sẽ được tìm hiểu quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo cũng như cách chế biến đông trùng hạ thảo thành các sản phẩm khác nhau. Tại Hưng Yên, các du khách còn được kết hợp thưởng thức các sản phẩm đông trùng hạ thảo bên hồ sen, một sản vật đặc trưng của Hưng Yên, và kết hợp tham quan trải nghiệm vườn nhãn khi đến mùa. Đây là cách làm sáng tạo, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển, bởi không chỉ giới thiệu các sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An mà còn góp phần quảng bá các đặc sản của quê hương Hưng Yên. Những năm qua, khu dân cư Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu luôn coi công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ then chốt, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân nơi đây. Hơn 10 năm giữ cương vị trưởng thôn Xuân Đình, ông Lê Sĩ Quân đã trở thành cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Ông đi đến từng ngõ xóm, từng gia đình để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt đường lối chính sách của nhà nước. Với ông, học bác không phải đi đâu xa mà chính từ những việc làm nhỏ bé hàng ngày. Tôi làm cán bộ thôn thì thường xuyên là tôi sẽ rất là gần gũi với nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân học tập tấm gương đạo đức của bác từ những việc nhỏ nhất để toàn bộ nhân dân hiểu và nhân dân làm theo. Thì do đó là các cái phong trào của thôn đã được đẩy mạnh lên. Khu dân cư Xuân Đình có 2.000 nhân khẩu với gần 500 hộ gia đình. Những năm qua, cấp ủy thôn luôn phát huy dân chủ đoàn kết thống nhất, đưa nội dung học tập làm theo lời bác lồng ghép vào các buổi họp dân gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội. Điểm nhấn từ việc học tập và làm theo lời bác ở Xuân Đình là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 4 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng của thôn, gồm nhà văn hóa, sân thể thao, bê tông hóa gần 10 km đường thôn xóm, giao thông nội đồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng giá trị canh tác bình quân đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một hecta. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Phong trào học tập và làm theo lời bác ở Xuân Đình đã lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều cá nhân tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Hân hiến 36 m2 đất ở, mở rộng đường giao thông, bà Nguyễn Thị Thưa tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hay ông Nguyễn Hữu Thanh, đảng viên gương mẫu, đi đầu cho các phong trào xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh nông thôn. Để thực hiện lời dạy của bác cũng như là sự chỉ đạo của các cấp, bản thân người dân chúng tôi rất làm tự nguyện cái để làm được đưa được phong trào nông thôn mới lên ngày càng cao, càng phát triển, luôn luôn giữ vững được cái phong trào làng văn hóa từ năm 2002 đến bây giờ. Cấp ủy và đảng viên của chi bộ thôn Xuân Đình rất là đoàn kết, thống nhất cao, cho nên từ đó các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước thì đều được đưa về kịp thời, và khi họp bàn thì đồng thuận của chi bộ rất cao, cho nên đã lan tỏa đến toàn thể nhân dân. Khu dân cư Xuân Đình cũng đã đóng góp rất nhiệt tình vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thôn Xuân Đình gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước không những giúp cho mỗi người dân, mỗi gia đình nâng cao nhận thức mà còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ trung bình khá cao. Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sản xuất của người lao động. Nhằm duy trì hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe của người lao động, các đơn vị doanh nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chống nóng, hạn chế thấp nhất tác động xấu đến sức khỏe người lao động. Công ty ABC Việt Nam đóng trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, hiện có trên 400 cán bộ công nhân viên và người lao động. Với đặc thù là ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, nên khối lượng công việc khá nặng, người lao động chủ yếu làm việc dưới nhà xưởng. Khí hậu oi nóng trong mùa hè, làm việc tại nhà xưởng lại càng nóng hơn. Hiểu được điều đó, công ty đã bố trí quạt làm mát, điều hòa không khí cho công nhân. Khẩu phần ăn cũng được tăng từ mức 15.000 đồng hồi đầu mùa hè lên mức 20.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Các loại bảo hiểm của công ty cũng đóng đầy đủ, cũng như là đúng luật và cũng áp dụng ở cái mức cao. Còn lại thì tham quan nghỉ mát thì cứ 2 năm một lần thì công ty cũng tổ chức trong và ngoài nước cho người lao động. Đấy cũng là công ty muốn tri ân đối với những
lao động của thâm niên. Trong những cái lúc lắng nóng này thì là công ty đã hỗ trợ cho anh em là tiền mỗi một người một chai nước một ngày, cộng với đó là nước chanh đường đá và quạt mát cho toàn bộ cái hệ thống. Công ty cổ phần May Hưng Vũ ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi cũng rất quan tâm đến điều kiện làm việc cho người lao động. Công ty đã tăng cường hệ thống thiết bị làm mát bằng hơi nước, quạt thông gió, quạt làm mát và điều hòa tại các xưởng. Nhiệt độ trong nhà xưởng luôn không quá 32 độ C. Trong những năm qua, ngoài đảm bảo về tiền lương, thì công ty cũng có các cái chế độ thưởng và các khoản phụ cấp. Năm nay thì có cái ảnh hưởng của dịch Covid, công ty cũng đã cố gắng để cho người lao động không phải nghỉ việc, ngừng việc và vẫn đảm bảo về thu nhập. Vào những tháng mùa hè thì công ty cũng tổ chức bữa ăn phụ vào giờ giải lao buổi chiều. Đây chỉ là số ít những công ty mà người lao động được làm việc trong điều kiện môi trường đảm bảo sức khỏe. Được sự quan tâm tạo điều kiện làm việc thuận lợi, nên sự vất vả của người lao động cũng vơi đi phần nào để họ yên tâm lao động sản xuất. Nhằm đem lại cho thanh thiếu nhi một mùa hè an toàn, bổ ích và lành mạnh, hiện nhiều địa phương tại huyện Ân Thi đã và đang từng bước khắc phục khó khăn, tạo sân chơi, sân tập luyện thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho các em. Tại khu vui chơi của thôn Đào Xá, xã Đào Dương, với những chiếc xích đu, bập bênh và một số mô hình đồ chơi được tận dụng từ những chiếc lốp xe đã thu hút từ 40 đến 60 thanh thiếu nhi tới chơi vào mỗi buổi chiều. Không gian sạch sẽ, thoáng mát, diện tích sân chơi rộng trên 400m². Đây là sự nỗ lực của địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi có điểm vui chơi, tập luyện thể dục thể thao. Em không chơi game và xem tivi nhiều nữa, chơi những trò này còn bổ ích hơn ạ. Và được giao lưu kết bạn với các bạn khác và mọi người ạ. Buổi chiều các cháu ra vui chơi thì là tránh được các cái chỗ mà tai nạn rủi ro xe cộ nó đi. Thế là được cái khu vui chơi này chúng tôi rất là phấn khởi mà chúng tôi ao ước từ lâu rồi đến bây giờ mới được. Để nâng cao sức khỏe, thanh thiếu nhi trong huyện cũng có nhiều sự lựa chọn về nội dung và hình thức tập luyện. Những năm gần đây, một số hoạt động dạy võ thuật, bơi lội được một số địa phương chú trọng tổ chức. Với những xã còn khó khăn như Phổ Ủng, Hồ Tùng Mậu, Cẩm Ninh, để giải quyết bài toán nguồn lực đầu tư, địa phương đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, lấy kinh phí tổ chức các hoạt động, đảm bảo cho thanh thiếu nhi có một mùa hè bổ ích. Ủy ban xã đã thành lập một cái ban chỉ đạo hoạt động hè của xã, giao đặc trách cho lực lượng đoàn thanh niên. Và cái ban chỉ đạo hoạt động hè là tổ chức tạo điều kiện cho các cháu có một sân chơi rất bổ ích. Đặc biệt là chơi những trò chơi truyền thống, đi học bơi, tổ chức tham gia các cái sân bóng đá, rồi là tổ chức văn hóa văn nghệ. Hiện 21 trên 21 xã thị trấn trong huyện Ân Thi đều có điểm vui chơi giải trí, các thôn, khu phố đã quy hoạch khu thể thao. Hiện nay trên địa bàn huyện có 12 bể bơi, 1 sân tập quần vợt, 16 nhà tập luyện cầu lông và 67 sân cầu lông ngoài trời, 133 sân bóng chuyền các loại, 32 phòng tập luyện bóng bàn được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phục vụ tốt các hoạt động thi đấu, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân, nhất là việc ưu tiên cho đối tượng thanh thiếu nhi tập luyện vui chơi trong dịp hè. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh Hưng Yên năm 2020. Tham dự giải có 7 đội tuyển đến từ 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn ra những đội xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, quyết liệt với nhiều pha bóng hay và đẹp mắt. Chung cuộc, chức vô địch đã thuộc về đội tuyển huyện Ân Thi sau chiến thắng 2-1 trước đội Á quân huyện Văn Giang. Giải 3 thuộc về đội thị xã Mỹ Hào và huyện Quế Châu. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải đội bóng phong cách cho đơn vị thành phố Hưng Yên, trao các giải cá nhân cho cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất. Tại vòng 8 giải hạng nhất quốc gia 2020 diễn ra chiều 19 tháng 7, câu lạc bộ Phố Hiến cầm hòa đội chủ nhà câu lạc bộ Long An để tiếp tục duy trì mạch trận bất bại và giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu này, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn bên phía khung thành của nhau nhưng không tận dụng thành công. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Phú Hiến chơi xuất sắc khi ngăn cản được nhiều tình huống nguy hiểm của đội chủ nhà Long An. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Một điểm có được từ trận hòa này giúp đội bóng xứ Nhãn tiếp tục là đội duy nhất tại giải hạng nhất chưa thua trận nào, đồng thời san bằng điểm số với đội đầu bảng câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Cả hai đội đều có 16 điểm sau 8 vòng đấu, nhưng câu lạc bộ Phú Hiến xếp ở vị trí thứ 2 do kém chỉ số phụ. Vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Phú Hiến thi đấu trên sân nhà BVF
gặp câu lạc bộ bóng đá Huế vào 17 giờ ngày 25 tháng 7. Khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay, trên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cầu Rẽ Ninh Bình, địa phận thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương. Nguyên nhân là xe ô tô biển kiểm soát 17B17-76207 do anh Phạm Văn Khải, 21 tuổi, trú tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình điều khiển theo hướng đi từ huyện Yên Mỹ đến thành phố Hưng Yên, va chạm với xe đạp do ông Nguyễn Văn Cốc, 65 tuổi, trú tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến điều khiển. Hậu quả, ông Cốc tử vong tại chỗ, anh Khải bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Khoái Châu điều tra làm rõ.